đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, được thần tài báo mộng, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, đón Tết 2025 âm lịch, an nhàn giàu sang sung sướng. Tứ phương lộc phát muôn nhà, tài phước đã định phương xa phước hồng, lộc tài phú quý ấm lòng, tâm tình hòa hợp cảm thông suốt đời, chẳng còn vất vả ai ơi, con cháu sung túc mọi đời nổi danh. Quý cô bác anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Mậu Thân sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Mậu Thân hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Mậu Thân phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Mậu Thân đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Mậu Thân không được dễ dàng làm mấy. Mậu Thân thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Mậu Thân hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Mậu Thân những điều bất như ý cô bác anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Mậu Thân hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Mậu Thân đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Mậu Thân. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Mậu Thân nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Mậu Thân thay đổi thì thái độ của Mậu Thân cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Mậu Thân sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Mậu Thân chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác anh chị Mậu Thân thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Mậu Thân có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng theo dõi. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Theo Tử Vi Phương Đông, người sinh năm 1968, mang mệnh thổ, đại trạch thổ, mệnh thổ góp phần làm cho tính cách của người sinh năm Mậu Thân càng ôn hòa hơn. Đất là nơi cây cối nói riêng và hầu hết mọi sinh vật sinh sôi nảy nở, vì thế mà có thể nói rằng, những người sinh ra vào năm Mậu Thân là những người mang trong mình cội nguồn của sự sống, truyền cảm hứng sống cho mọi người và tiếp thêm nguồn sinh khí cho những người xung quanh cùng tiến bước. Cụ thể hơn, những người sinh năm 1968 mang mệnh đại trạch thổ, có nghĩa là nền nhà lớn, điều này cũng có nghĩa họ là nền tảng của tổ ấm gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho người khác và là người có thể gửi gắm cả cuộc đời, vì thế mà sẽ là phúc lớn nếu ai đó lấy được một người tuổi Mậu Thân 1968 làm chồng hoặc vợ. Mệnh thổ cũng góp phần tạo nên cho người có tuổi Mậu Thân lòng trung thành và chính trực, tuy nhiên, đây cũng là những người đôi khi thiếu quyết đoán nên hay bỏ lỡ thời cơ. Nằm trong mối quan hệ tương hợp hỏa sinh thổ, những người sinh năm 1968, khi kết duyên hoặc hợp tác làm ăn với người mệnh hỏa, chắc sẽ khắc phục được số phận long đong của bản thân, khi mà công việc hợp tác chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, cũng như hôn nhân sẽ yên ấm, hạnh phúc. Bên cạnh đó, theo quan niệm của thuyết âm dương ngũ hành, thổ sinh kim, nên những người tuổi Mậu Thân cũng có thể kết hợp với những người có mệnh kim để mọi sự được như ý muốn. Trái lại, mộc khắc thổ nên những người sinh năm 1968 không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với người có mệnh mộc, bởi những người này là khắc tinh của họ, sẽ lấy đi nguồn sinh khí và những may mắn vốn đã ít ỏi của người sinh năm Mậu Thân, làm cho những người này khó mà thành công và hạnh phúc, lận đận lại càng thêm lận đận. Thổ còn nằm trong mối quan hệ xung khắc với thủy, nên người tuổi 1968 cũng không nên có bất kỳ sự hợp tác nào với những người mệnh này. Theo âm lịch, năm 1968 là năm Mậu Thân, tức là người sinh năm này cầm tinh con khỉ, số mệnh họ vì thế có phần bùi ngùi giống như những chú khỉ.
tài hoa nhưng bạc phận. Vì thế mà những người này thường phải cố gắng bằng năm bằng 10 người khác để thành công. Người tuổi Mậu Thân 1968 là những người thông minh tuyệt đỉnh. So với những con giáp khác, người tuổi Mậu Thân sở hữu một trí tuệ có phần nhỉnh hơn. Họ nhanh nhạy với thời cuộc, năng động sáng tạo trong công việc. Họ cũng là những người dễ thích nghi với thời cuộc, với sự thay đổi với môi trường sống. Vì thế mà họ thường là những người đi trước thời đại, dẫn đầu xu hướng và hướng đám đông đi theo con đường mà mình đã vạch ra. Tố chất trên giúp người tuổi Mậu Thân 1968 có thể làm một lãnh đạo tốt và tiếng nói. Với uy tín của mình, họ có thể vươn tới đỉnh cao của quyền lực, được nhiều người tin tưởng và ngưỡng mộ. Cùng với đó, do sinh ra vào năm Thiên Can Mậu nên người tuổi Mậu Thân có tính tình khá ôn hòa, mềm mỏng. Họ khéo léo trong các mối quan hệ và luôn chiếm được cảm tình của người khác. Họ được cấp trên tín nhiệm giao phó nhiều trọng trách, được đồng nghiệp yêu quý và được cấp dưới kính trọng. Người tuổi Mậu Thân thường là những người nhanh nhẹn, khéo léo, có trí thông minh trong 12 con giáp. Do đó, cuộc đời người tuổi Mậu Thân thường giàu có là nhờ kinh doanh, buôn bán, cũng như các mối quan hệ bạn bè, xã hội. Người tuổi Mậu Thân có quan điểm sống cởi mở, lạc quan và khó có thể bị suy sụp dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, họ cũng là những người rất nhạy cảm, đặc biệt đối với nữ tuổi Mậu Thân, có trí tưởng tượng phong phú nhưng lại không giỏi trong việc đưa ra quyết định, nhìn bên ngoài. Người tuổi Mậu Thân thường có rất nhiều bạn bè do tính cách thân thiện, dễ gần, đôi khi bạn sẽ cảm thấy họ hơi khó tính hay phàn nàn, nhưng nhìn chung họ đều là những người dễ kết bạn. Đặc biệt, người tuổi Mậu Thân rất trân trọng các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Khi họ đã thích ai đó, họ khó mà có thể rời bỏ người ta. Họ đi tới đâu cũng mang lại niềm vui cho mọi người. Và sự hưng phấn trong công việc đối với đồng nghiệp, thật khó tìm được một người nào đó mà không biết rung động trước vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của họ. Họ là những người thông minh, biết giữ hòa khí với những người cùng cộng tác. Họ là những nhà tổ chức các bữa tiệc, hoạt náo viên trong các hoạt động giải trí, là nữ chủ nhân hào phóng, rộng rãi với mọi người. Nhưng họ vẫn mang những đặc trưng rõ ràng giống với những người tuổi Mậu Thân, ý thức cạnh tranh mạnh mẽ, biết toán lòng người qua sắc mặt, tính toán tỉ mỉ. Tài hoa là thế, nhưng số phận của người sinh năm 1968 lại có phần long đong, lận đận hơn so với các tuổi khác. Về kinh tế, họ thường phải cố gắng nỗ lực hơn người khác, gấp đôi, gấp ba hoặc hơn thế nữa để có được sự ổn định, chứ chưa nói đến giàu có, đường tình duyên của họ cũng không mấy suôn sẻ. Khi hầu hết trong số họ kết duyên muộn, hoặc có biến cố nào đó xảy ra với gia đình. Vì thế mà người tuổi Mậu Thân 1968 cần phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước nếu muốn thành công trong cuộc sống. Thêm vào đó, do được trời phú cho sự tài hoa mà người tuổi này thường bị nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại, nói xấu nên họ cũng phải hết sức đề phòng những kẻ này. Tổng kết lại, người sinh năm Mậu Thân 1968, tài hoa nhưng có phần bạc phận, khó thành công hơn các tuổi khác dù họ rất cố gắng, nỗ lực. Tuy vậy, vẫn có một bộ phận không ít người sinh năm 1968 thành công lớn, đứng trên đỉnh cao của xã hội và được nhiều người biết đến. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân 1968, năm 2025 âm lịch. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, mệnh hỏa, căn cứ thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi. Hỏa sinh thổ, được đánh giá là rất tốt, can mậu bình hòa với can ất, địa chi thân bình hòa với địa chi tỵ. Trong năm 2025 này, cô bác tuổi Mậu Thân đứng trước nhiều thay đổi đáng kể về sự nghiệp, tài chính, tình cảm và sức khỏe. Cơ hội sẽ đến nếu bản mệnh làm việc với chiến lược rõ ràng, nhìn thấu suốt mọi việc, giữ tinh thần điềm tĩnh, tập trung vào một công việc ổn định sẽ tìm thấy sự thịnh vượng trong năm Ất Tỵ này. Vận trình tử vi của nam và nữ mạng tuổi 1968 trong năm Ất Tỵ 2025 có sự đan xen giữa những thuận lợi và thử thách. Lời khuyên cho bản mệnh là chăm chỉ và biết cân nhắc lựa chọn thì sẽ vượt qua được mọi vấn đề và đạt được những thành quả nhất định. 1. Sao chiếu mệnh. Năm Ất Tỵ 2025, nam mạng Mậu Thân có sao Thái Bạch chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Đây là hung tinh chủ về hao tiền, sức khỏe, gặp sao này chiếu mệnh. Tuổi Mậu Thân nam mạng nên chú ý gìn giữ sức khỏe bản thân, hạn chế nóng nảy, bớt lo toan công việc xã hội thì sẽ bảo toàn được những năng lượng tích cực, cuộc sống bình an hạnh phúc. Đối với nữ mạng, năm Ất Tỵ 2025, nữ mạng Mậu Thân có sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là cát tinh trong cửu diệu, chủ về giàu sang, tài lộc, gặp sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống của nữ tuổi Mậu Thân 1968 được vui vẻ, tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, mệnh chủ nên làm nhiều việc thiện, giúp người khó khăn, tích lũy phúc đức cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó,
Nữ mạng Mậu Thân nên dành thời gian yêu bản thân nhiều hơn. Quý nữ Mậu Thân có thể niệm Phật sẽ tìm được sự bình yên nội tâm. Đọc sách để tìm kiếm thông tin hữu ích, đi du lịch để cuộc sống luôn mới mẻ, rộng mở và hạnh phúc. 2. Vận hạn. Nam mạng Mậu Thân trong năm 2025 gặp hạn toán tận, chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Để giảm trừ những tác động xấu của hạn này, mệnh chủ nên quản lý tài chính cẩn thận, không nóng vội trong mọi quyết định đầu tư, mỗi bước đi đều suy xét kỹ càng, không chi tiêu một cách bốc đồng, thì mệnh chủ sẽ tránh được những khoản thâm hụt tài chính không mong muốn. Công việc hiện tại nên chú ý duy trì ổn định, làm việc rõ ràng minh bạch, tạo điều kiện giúp đỡ người khác một cách đúng đắn thì sẽ được hưởng phúc. Với nữ mạng, trong năm 2025 gặp hạn Huỳnh Tuyền, chủ về sức khỏe, tinh thần, vận hạn này nhắc nhở mệnh chủ nên tu dưỡng lời nói, từ bi hỷ xả. Nói những lời tốt đẹp thì gia đạo sẽ giữ được hòa khí và tinh thần đoàn kết, từ đó sẽ tránh được cảm xúc lo âu, muộn phiền. 3. Vận niên. Nam và nữ mạng tuổi Mậu Thân năm 2025 gặp vận niên, long đắc vũ, tức là rồng làm mưa cho thiên hạ. Đây là việc thiện giúp đỡ người khác, vì thế sẽ đem đến cho mệnh chủ nhiều sự tôn kính, quý trọng từ những người xung quanh. Gặp vận niên này thì bản mệnh sẽ có uy tín vững bền, đưa ra được những lời khuyên giá trị và làm gương cho thế hệ sau. Trong tâm nuôi dưỡng cái thiện, làm việc thiện thì họa cũng được chuyển thành phúc. Tiếp theo sau đây là vận trình tổng quan tử vi 2025 của cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi 12 con giáp theo lịch âm nhận thấy, vận trình tử vi năm 2025 âm lịch của con giáp tuổi Mậu Thân nhìn chung khá hanh thông. Không có biến động nào đáng lo ngại, tâm trạng, cảm xúc của bản mệnh trong dịp đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn, làm việc cũng năng suất hơn. Nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ rất lớn cho đường công danh sự nghiệp của những chú khỉ, con giáp này tự tin và tập trung làm việc. Sự nghiệp có thu hoạch đáng kể, thậm chí nếu làm tốt còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tăng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Tài vận trong thời điểm này cũng ở mức khả quan, nhờ có nhiều cát tinh tử vi cao chiếu, người kinh doanh, buôn bán, có một năm tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều, thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Trái ngược với những may mắn trong công việc và tài lộc, chuyện tình cảm trong tháng của những chú dê lại không được suôn sẻ cho lắm, lứa đôi phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên, lúc này bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Tình hình sức khỏe ổn định, không phát sinh bệnh tật nguy hiểm, tuy nhiên, cơ thể có dấu hiệu trì trệ, uể oải, sau thời gian nghỉ lễ kéo dài, có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc, do đó, bạn cần vận động, rèn luyện thể chất nhiều hơn. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Mậu Thân 1968, Tết 2025 âm lịch. Xét tử vi sự nghiệp 2025 âm lịch của người tuổi Mậu Thân nhận thấy, tâm trạng, cảm xúc của bản mệnh trong thời điểm đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn. Đây chính là chìa khóa để vận trình công danh của con giáp này suôn sẻ hơn rất nhiều, khi hiệu suất làm việc của bạn nâng cao khá rõ. Nguyệt lệnh lâm quan đới, lại thêm chính ấn chỉ lối soi đường, cả hai cát tinh này phù trợ rất lớn cho công việc của những chú khỉ. Bản mệnh còn dễ dàng tìm được người hợp tác làm ăn phù hợp, kế hoạch mới tiến hành càng ngày càng suôn sẻ, cấp trên ngày càng tin tưởng vào năng lực của bạn và tạo điều kiện tối đa để bạn có thể phát huy trọn vẹn chuyên môn, khả năng cao bạn sẽ được giao trọng trách, nắm quyền hành thực thụ trong tay. Có thể thấy, cứ mỗi khi con giáp này tự tin và tập trung làm việc, thì sự nghiệp chắc chắn có thu hoạch đáng kể. Thậm chí bạn còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tăng thưởng trong thời gian này là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Cũng trong thời điểm 2025 âm lịch này, nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu, tham vọng của tuổi Mậu Thân lớn dần và bạn muốn biến chúng thành hành động lập tức. Đó là lý do tháng này bản mệnh có xu hướng mạo hiểm hơn, chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Đừng quá lo lắng về con đường mình đang đi, hãy cứ tin tưởng vào bản thân cũng như sự nâng đỡ của các thần, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố chắc chắn, tuổi Mậu Thân có thể tận dụng cơ hội lần này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình, bản mệnh vốn là người hòa đồng,
khéo léo, không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Tuy nhiên, trong năm này phần lớn cô bác tuổi Mậu Thân đã nghỉ hưu, số ít vẫn lao động nhưng chỉ là những công việc nhẹ nhàng, tâm thế của mệnh chủ không còn gánh nặng kinh tế, nên việc làm thêm cũng thoải mái, thư thả. Đây là thời điểm mệnh chủ có thể nhìn lại sự nghiệp của bản thân và tự hào về thành tích đã đạt được. Đối với những người đang giữ các vị trí lãnh đạo thì vẫn sẽ nắm được những cơ hội tốt, là người giỏi thu phục nhân tâm, có bề dày kinh nghiệm lớn lao, dù gặp khó khăn gì mệnh chủ Mậu Thân đều có thể giải quyết ổn thỏa, sự nghiệp vinh hiển khi về già. Theo phi tinh tháng đầu năm mới, sao Lục Bạch chủ chức vụ xuất hiện ở hướng Tây Bắc, đây là hướng vượng nhân khí, cát khí. Tại đây bản mệnh có thể đạt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để thúc vượng cát khí, giúp công việc thuận buồm xuôi gió. Xét về phương diện tài lộc tuổi Mậu Thân 1968, năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, tình hình tài lộc của tuổi Mậu Thân trong thời điểm đầu xuân năm mới đón nhận không ít tin vui. Sao tử vi nâng đỡ mang tới những cơ hội kiếm tiền, làm nên thuận lợi cho con giáp này. Do đó, người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ vận may tài lộc mỉm cười với mình. Thời gian này bạn tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn. Không phải lo nghĩ quá nhiều, thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ giúp chính tài khởi vượng, nguồn thu khá dồi dào. Bản mệnh có thể không có nhiều tiền bạc đến từ những trò may rủi bất ngờ, nhưng hoàn toàn sống no đủ bằng thu nhập từ công việc chính. Trong năm Ất Tỵ, tình hình tài chính của cô bác tuổi Mậu Thân 1968 đã có nền tảng vững vàng. Bản mệnh biết gia tăng thu nhập lên đến đỉnh cao từ thời trẻ, nên ở độ tuổi 58 hiện tại đã có những khoản quỹ dự phòng cho tương lai. Năm này, mệnh chủ nên chú ý minh bạch, suy xét kỹ lưỡng trong việc đầu tư tiền bạc trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn chung. Cô bác Mậu Thân nên hạn chế cho vay mượn, nếu có cần soạn biên bản giấy tờ cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn. Theo phong thủy phi tinh, sao Bát Bạch chủ tài lộc nhập phương Đông Bắc, ở phương vị này trong nhà có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài để tài lộc thêm vượng. Xét phương diện tình duyên tuổi Mậu Thân 1968, năm 2025 âm lịch. Về phần gia đạo, năm 2025 cô bác tuổi Mậu Thân được hưởng yên bình, êm ấm và hạnh phúc, con cháu trong khoảng thời gian này đa số đã có công danh tốt, tình hình kinh tế khá giả, khiến mệnh chủ được yên tâm. Bởi vậy, mệnh chủ không nên làm việc quá lao lực mà cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nghỉ ngơi thư giãn bên con cháu. Mặt khác, mệnh chủ nên động viên con cháu về quay quần bên gia đình dịp lễ Tết, nhắc nhở thế hệ sau tiếp nối và phát triển truyền thống phúc đức của gia đình. Cổ nhân nói rằng, chi túc thường lạc, biết đủ mới là người hạnh phúc. Cô bác tuổi Mậu Thân biết tự hài lòng thì sẽ luôn được sống vui vẻ. Mặt khác, mệnh chủ nên làm việc thiện, nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp cho con cháu để tích lũy phúc đức cho gia đình. Xét phương diện sức khỏe tuổi Mậu Thân 1968, năm 2025 âm lịch. Ở độ tuổi này, sức khỏe là điều quan trọng nhất cần ưu tiên, hãy giữ quan hệ tốt với những người đáng tin cậy, cô bác tuổi Mậu Thân sẽ có cảm xúc tích cực hơn. Đồng thời, nhận biết và bỏ qua những năng lượng lo lắng bên trong, hướng đến cuộc sống hạnh phúc giàu có và khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Năm 2025 Ất Tỵ, chủ mệnh hãy áp dụng một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên như đi bộ, đạp xe, thiền định, thăm khám sức khỏe định kỳ để giải quyết các vấn đề bệnh tật. Ngoài ra, mệnh chủ nên ăn chay để giữ cơ thể khỏe mạnh, cân đối và tỉnh táo. Cách làm tăng cát khí của sao tốt và hóa giải vận hạn năm 2025. Đối với nam mạng Mậu Thân, hóa giải sao Thái Bạch theo phong thủy năm 2025. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2025.
Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng mậu thân, kích hoạt các tính của sao Thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2025. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, đầu năm mới người Việt có tục lệ chọn người hợp tuổi đến xông nhà để mang may mắn đến cho cả năm. Người đầu tiên tới chúc Tết gia đình vào thời khắc bước sang năm mới phải có tuổi hợp với chủ nhà, là người sống đức độ, tốt bụng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Mậu Thân. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Thân trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Đinh Dậu 2017, tốt, Đinh Sửu 1997, tốt, Đinh Mùi 1967, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Đinh Sửu 1937, tốt, Bính Tý 1996, tốt, Tân Mùi 1991, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Thân trong năm Ất Tỵ 2025 là Giáp Dần 1974, không tốt, Kỷ Hợi 1959, không tốt, Kỷ Hợi 2019, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Quý Hợi 1983, không tốt, Giáp Thân 2004, không tốt, Kỷ Tỵ 1929, không tốt, Ất Hợi 1935, không tốt, Mậu Dần 1938, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Quý vị thân mến, sau 60 tuổi, cha mẹ tiết kiệm hai thứ này với con cháu sẽ có tuổi già an nhàn, hạnh phúc. 1. Tiền bạc. Là đấng sinh thành,
Cha mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con cái, ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều. Họ vẫn muốn để lại nhiều tiền bạc của cải để thế hệ sau bớt vất vả. Tuy nhiên, có câu dạy con cách câu cá, chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc, công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó, trong vấn đề này, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ chứ không nên thay con cái lo toan vấn đề tài chính. Nhiều người con khi được cha mẹ lo toan cho mọi thứ sẽ hình thành thái độ sống phụ thuộc, không muốn lao động mà trở nên lười biếng, thui chột ý chí phấn đấu, chúng sống trong cảnh đủ đầy. Biết mình có tiền tài đôi khi không ý thức được sự vất vả của cha mẹ mà nảy sinh thói sống hoang phí, đua đòi, coi thường người yếu thế hơn. Nếu không biết kiểm soát chi tiêu thì rất dễ kéo theo nhiều tai họa. Không những thế, vì quen sống dựa dẫm vào người khác nên khi những đứa con này không còn có bố mẹ che chở, giúp đỡ sẽ khó tự lập và gặp nhiều thất bại khi đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia. Vậy mới thấy, cha mẹ quá nuông chiều bao bọc con cái quá mức cũng không tốt, nhất là ở phương diện tiền bạc. Bên cạnh đó, khi về già, thay vì để lại hết tiền bạc cho con cái, cha mẹ cũng nên tiết kiệm cho riêng mình, chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Con cái khi lớn lên cũng sẽ có gia đình riêng, có không gian riêng, không thể luôn kề cận bên để chăm sóc. Lúc này, nếu chẳng may bạn đổ bệnh hay gặp chuyện cấp bách thì vẫn có thể tự lo liệu mà không cần đến con cái. Bởi vậy mới nói người già có tài chính sẽ giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời, dù cuộc sống có giông tố ra sao. Khoản tiền này vừa giúp chúng ta chẳng phải sống phụ thuộc vào con cháu, vừa khiến chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình hơn. Có như vậy, những năm tháng sau này, bạn mới đỡ muộn phiền, âu lo. 2. Nhà cửa. Không chỉ tiền bạc, nhiều bậc cha mẹ thường có suy nghĩ sẽ để lại nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cần phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Người ta thường nói, tổ vàng hay tổ bạc không bằng tổ ấm của mình. Dù nó tồi tàn đến đâu, chỉ khi sống trong chính ngôi nhà của mình, bạn mới có thể cảm thấy tự do và thoải mái nhất. Do đó, ở những năm tháng của tuổi già, bạn không nên hào phóng giao cho các con tài sản này quá vội, bởi có những trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng nhà cho con xong, bỗng trở thành người đi ở nhờ con cái, nảy sinh rất nhiều điều bất tiện. Bên cạnh đó, việc giao nhà cửa lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát. Vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại, nhiều người con vì lòng tham mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Họ bị vật chất chi phối rồi quên mất rằng, những tranh chấp như thế không chỉ khiến tình thân bị sức mẻ mà còn khiến thiên hạ chê cười. Nhiều người con khi bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền, bị những tài sản hiện hữu cám dỗ rồi quên mất giá trị tình thân. Do đó, nếu cha mẹ có tài sản hay nhà cửa, hãy cân nhắc nên để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Hơn nữa, nếu có gia sản để lại cho thế hệ sau, bạn cũng nên tính toán kỹ lưỡng để tránh việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ gia đình. Việc tiết lộ cho con cháu chuyện thừa kế quá sớm sẽ có những việc mà cha mẹ không lường trước được. Tóm lại, thay vì hào phóng cho con những loại tiền bạc, nhà của nêu trên, thứ tốt nhất cha mẹ để lại cho con cái chính là cách giáo dục tốt để chúng có thể tự học cách kiếm sống và cách làm người. Cha mẹ có tầm nhìn xa nên tiết kiệm của cải với con cháu và hào phóng để lại cho các con cái hai loại của cải khác là một trái tim biết ơn và thái độ sống tích cực, lạc quan. Điều này sẽ giúp con cái tích lũy sự thịnh vượng về sau, cũng là giúp bản thân có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.